Tại lễ trao giải âm nhạc VMAs 2023 vừa diễn ra hôm 13 tháng 9, Taylor Swift là ngôi sao thắng giòn giã nhất khi mang về 9 giải thưởng trên tổng số 11 đề cử. Trong đó, có những giải quan trọng như Video của năm, Nghệ sĩ của năm, Ca khúc của năm, Show diễn của năm. Dù hạnh phúc tận hưởng buổi lễ trao giải tối đa, nhưng ngôi sao sinh năm 1989 đã gặp phải một sự cố bất ngờ. Trong lúc nhún nhảy và cổ vũ quá sung cho một tiết mục của đồng nghiệp, Taylor Swift đã làm văng mất viên kim cương đính trên chiếc nhẫn trị giá 15.000 đô la Mỹ mà cô đeo đến sự kiện. Biểu cảm sửng sốt của Taylor Swift khi phát hiện viên kim cương trên chiếc nhẫn mình đeo đã biến mất nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cánh săn ảnh và camera của người hâm mộ. Taylor Swift cũng được nhìn thấy đã cố gắng nhìn xuống sàn để tìm kiếm viên kim cương xung quanh khu vực ngồi. Không lâu sau đó, giọng ca Cruel Summer dường như đã liên hệ với đội ngũ bảo vệ sự kiện để thông báo về viên kim cương mất tích. Ở gần cuối lễ trao giải, khi Taylor Swift lên sân khấu nhận giải video âm nhạc của năm, cô cũng không còn đeo chiếc nhẫn trên tay. Được biết, đây là chiếc nhẫn của thương hiệu Van Cleef & Arpels, có giá trị lên đến 15.000 đô la Mỹ, hơn 360 triệu đồng. Riêng viên kim cương lớn trên nhẫn ước tính trị giá 12.000 đô la Mỹ, gần 290 triệu đồng. Hiện tại, ban tổ chức chương trình lẫn ekip của Taylor Swift đều chưa phản hồi với truyền thông liệu viên kim cương đã được tìm thấy hay chưa. Mỗi khi tham dự các buổi lễ trao giải âm nhạc, Taylor Swift nổi tiếng là người cuồng nhiệt trong việc ủng hộ các tiết mục của đồng nghiệp. Nữ ca sĩ tự nhiên nhún nhảy, tương tác, nâng ly cùng mọi người xung quanh. Ở lễ trao giải năm ngoái, khoảnh khắc Taylor Swift hát và nhún nhảy khi Blackpink trình diễn ca khúc Pink Venom cũng gây sốt trên mạng xã hội. Khi lên nhận giải video ca nhạc hay nhất, Taylor Swift không còn đeo chiếc nhẫn Basquiat. Tại VMAs 2023, Taylor Swift nhận được tổng cộng 11 đề cử. Cô xuất hiện tại buổi lễ trao giải với diện mạo sắc sảo, cá tính. Bộ trang phục mà nữ ca sĩ chọn diện đến sự kiện cũng vô cùng đắt đỏ, đẳng cấp với đầm đen, cà tao, quyến rũ được đặt may riêng từ Versace. Với trang sức, bên cạnh chiếc nhẫn 15.000 đô la Mỹ, Taylor Swift còn mang set vòng cổ vàng, bạc của Joseph Zaydian và Sun có giá 65.000 đô la Mỹ, phối thêm choker kim cương Anita Co có giá hơn 30.000 đô la Mỹ.